Kính thưa quý vị, Úc đại lời bãi bỏ thuế carbon, thúc đẩy chương trình thương mại, tin từ Canberra. Chính phủ Úc quyết định bãi bỏ thuế carbon của mình và thực hiện một kế hoạch trao đổi khí thải một năm sớm hơn so với dự trù. Một thay đổi chính sách chắc chắn sẽ là tâm điểm trong cuộc bầu cử, có khả năng sẽ được tổ chức trong vài tuần tới. Thủ tướng Kevin Rudd cho biết ông muốn giá khí thải carbon cố định kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2014. Giá carbon thả nổi hay chương trình trao đổi khí thải được liên kết với thị trường carbon châu Âu sẽ bắt đầu một ngày sau đó. Ông Rudd cho biết thay đổi sẽ cắt giảm 3.8 tỷ Úc Kim từ ngân sách liên bang trong giai đoạn ước tính. Ông nói rằng chính phủ sẽ bù đắp lỗ hổng bằng tiết kiệm khoảng 3.9 tỷ Úc Kim từ một loạt các biện pháp. Thuế carbon dự trù sẽ tăng 8.14 tỷ Úc Kim trong năm 2013 tới năm 2014 và 8.6 tỷ Úc Kim từ năm 2014 đến năm 2015. Thay đổi chính sách sẽ làm cho chi phí giấy phép carbon giảm từ 25.50 Úc Kim một tấn từ tháng 7 năm 2014 xuống còn khoảng 6 Úc Kim một tấn, tiết kiệm cho các doanh nghiệp lớn hàng tỷ Mỹ Kim trong chi phí carbon. Thuế carbon được người tiền nhiệm của ông Rudd là bà Julia Gillard đưa ra khi chính sách của bà tập trung vào việc cắt giảm khí thải carbon, hiện thiết lập ở mức 24.14 Úc Kim một tấn.